Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 14 tháng 8, thời tiết Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Ngoài ra, Thanh Hóa và Nghệ An cũng mưa rào đến mưa to, lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Mưa dông ở Bắc Bộ còn kéo dài trong những ngày tới. Mưa to chủ yếu xảy ra trong phạm vi hẹp với vũ lượng lớn ở thời gian ngắn. Do đó, rất dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm. Khu vực Hà Tĩnh đến Ninh Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Do nắng nóng và độ ẩm thấp nên chú ý cháy nổ khu dân cư, kho hàng và cháy rừng. Nam Bộ vẫn trong đợt đứt mưa giữa mùa mưa, do đó có thời điểm trong ngày trời nóng bức, oi ả, nắng gián đoạn. Tuy nhiên về chiều tối mưa tăng, có nơi mưa vừa. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 27 đến 30 độ C, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh sáng đến trưa trời nắng mạnh, chỉ số tia UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ C. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.